Chào tất cả mọi người ha. Hôm nay mình quay rõ và nói rõ về cái vấn đề chết CKB nha mọi người. Đó, tại vì mấy anh em cũng yêu cầu mình nói rõ nó bị cái gì và tại sao chết, mà nó cứ bị phá CKB từ đâu, thì mình quay lên đây để thứ nhất là có gì mà sai sót mà không đúng thì nhờ anh em góp ý ha. Nói chung thì mình cũng là một thợ sửa xe bình thường thôi, chứ không có phải thầy thợ cao siêu gì ha, nên là có cái gì thiếu sót là mọi người bỏ qua ha. Đây là lên chủ yếu giao lưu và chia sẻ là chính nha mọi người, nha anh em. Rồi thì giờ mình bắt đầu ha. Thì để nói lên là đây là mình trả về banh cũ của xe nha mọi người. Đó, thì bây giờ thứ nhất là để mình đọc mã lỗi ha. Xe này là Vision nha mọi người, giờ mà để mình đọc mã lỗi ha. Rồi, đọc mã lỗi nha mọi người. Hiện tại cái giác cảm biến nhìn đầu khí nạp thì mình do mình giật ra nha mọi người. Đây mình giật ra nên là cứ bỏ qua cái vấn đề đó ha. Rồi mở bui ra rồi mình giật nó ra, nên mọi người bỏ qua cái vấn đề lỗi đó đi ha, đừng quan tâm tới cái đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình đọc lỗi lịch sử. Lỗi lịch sử thì cũng là cái giắc đó nha mọi người. Rồi giờ mình thoát ra đi, rồi mình nổ máy ha. Rồi bây giờ là mình nổ máy, em tắt phá này em bật lại ha. Rồi bây giờ em nổ máy. Rồi khi mà nổ máy lên trong vòng 3 giây nó tắt máy ha mọi người ha, nó tắt máy. Khi nó tắt máy rồi mọi người bấm đề, không bao giờ nổ nha mọi người. Đó, không bao giờ nổ. Mọi người muốn nổ máy mọi người phải tắt chìa khóa nè. Rồi bật khóa lại đề nổ máy. Rồi nổ máy nổ bình thường nha mọi người. Đó. Rồi tắt máy nha mọi người. Rồi khi tắt máy mọi người muốn nổ máy lại thì phải tắt chìa khóa, bật chìa khóa ha. Rồi để giờ mình đọc lỗi lại coi là xe nó bị cái gì ha mọi người ha. Xe này nó cũng dài dòng lắm mọi người ơi, tại vì nên để nói rõ cái vấn đề nó chết CKB thì nó dài dòng lắm. Thì mọi người chịu khó thông cảm xem video ha, còn cái gì mà sai sót thiếu sót thì mọi người góp ý giùm em ha. Tại em cũng là một thợ sửa xe bình thường thôi, chứ không phải là thầy này thầy nọ, nên là anh em thông cảm bỏ qua nha. Đây ha, cứ mỗi lần mà nổ máy 3 giây tắt máy không nổ nữa thì nó sẽ báo lỗi là cảm biến CKB hỏng hoặc tiếp xúc kém ha. Rồi giờ mình cái đây là mấy cái bộ mà mấy nay của khách đem lại nó bị chết nha mọi người. Nó đã thay vô rất là nhiều cục CKB rồi, thay cục nào chết cục đó ha. Đó thì khi mà nó tắt máy là nó sẽ báo lỗi 52. Thì bây giờ bắt đầu mình kiểm tra đo đạc coi nó bị cái gì, coi ra các đường dây của nó như thế nào nha mọi người ha. Rồi bây giờ mình đo đi. Đây để nhau, còn mấy cái vấn đề mà màu dây ở dưới đây á, thì cái dây đây màu xanh ha mọi người ha. Cái dây màu xanh này á, là nó từ ECM cấp xuống nha mọi người. Nó là nằm ở chân số 1 nha, nó là chân âm nguồn ổn định để cho CKB nha mọi người. Tại vì sao người ta nói là chân âm nguồn ổn định, nó ổn định, cái từ ổn định của nó là như là nó không bị chi phối hoặc dao động từ cái nguồn mát nào hết, mà nó lấy nguồn mát sạch từ ECM cấp xuống cho CKB nha mọi người. Mọi người có thể lấy mát sườn cũng được nha. Nhưng mà tại vì nhà sản xuất thì họ muốn là những cái nào mà nó dính dáng tới mấy cái phần mà dạng như linh kiện điện tử gì đó, thì họ muốn lúc nào nó cũng có một cái nguồn điện âm và nguồn điện dương, cũng giống như đâu sụt vàng thôi đó. Tại sao nó không lấy điện từ sau khóa nó đưa vô mà nó lại lấy từ ECM? Nói chung là cái gì cái kỹ sư họ cũng tính, họ muốn lấy là âm và dương, họ muốn lấy cái nguồn ổn định. Ổn định để nó hoạt động, cái nó cấp ổn định xuống cho CKB. Thì đó, thì cái dây này màu xanh ha, chân số 1, chân âm ổn định cho CKB ha. Rồi mình nói trước rồi hồi mình đo sau ha. Rồi cái dây nâu sọc vàng này á, cái dây nâu sọc vàng này nó là nguồn dương ha, cấp nguồn dương nha. Dây nâu sọc vàng là cấp nguồn dương cho CKB ha. Điện áp của nó thì nằm chuẩn khoảng tầm 10 volt mấy nha mọi người.
10V mấy, nước dưới 10V thì có thể dưới 10V là dạng 9V mấy gì đó, nhưng mà mình đo thì rất nhiều xe thì nằm ở khoảng 10V mấy, 10V 7, 10V 8 gì đó, chứ nó không lên 12V nha. Đó là nó lấy nguồn dương từ xe, từ ECM á, nó gõ IC đi, từ IC cấp xuống ha. Đó, nguồn dương ổn định. Rồi, với cái gì xanh dương sọc vàng ha. Cái gì xanh dương sọc vàng này á, nó là người nghẹt cổ, mọi người thông cảm ha. Nó là dây xanh dương sọc vàng này là nó dây tín hiệu CCTV nha mọi người. Đó. Đó, khi mà anh em mà bật phá lên đó, anh em bật thang đo 20V ha, một chân vô mắt sườn, một chân vô dây xanh dương sọc vàng này ha, anh em xe nhẹ cái vô lăng ha, thì nó sẽ có một dòng điện áp từ 0V cho tới 7V mấy nha mọi người, từ 0V cho tới 7V mấy. Rồi, đó là tín hiệu cảm biến vị trí trục cơ CKB á, CKB cũng như là cục khiển cục kích nha mọi người, xanh dương sọc vàng. Rồi tới cái gì mà đâu ạ? Rồi dây trắng sọc xanh da trời nha mọi người. Dây trắng sọc xanh da trời này á, nó cũng là từ ở dưới CKB nha mọi người, nó là dây tín hiệu cảm biến vô lăng từ ha. Thì trong cái tài liệu của Motodata đó, tài liệu Motodata thì cái dây mà trắng sạch trên dây trời này á, là nó là dây nhận tín hiệu cảm biến vô lăng từ pha ha, ký hiệu là V nha mọi người. Đó, ký hiệu là V. Thì cái nguồn điện áp của nó khi anh em bật tăng đo 20V, anh em một dây đưa vô đây, một dây đưa ra mắt sườn, thì anh em xe vô lăng á, nó cũng điện áp dao động từ 0V cho tới 7V mấy nha mọi người. Rồi, rồi giờ mình tới cái dây trắng sọc đen ha mọi người ha, dây trắng sọc đen nó rõ ha, trắng sọc đen nó cũng là chứng nhận tín hiệu vị trí vô lăng từ pha ha, cái từ tín hiệu của nó là pha đúp ha mọi người ha, trắng sọc đen thì nó cũng y như vậy. Mọi người đo một ve vô đây, một ve mắt sườn, anh em bật khóa, anh em xây vô lăng ha, thì điện áp từ 0V tới 7V mấy ha. Đó, thì trong đây nó gồm có là một mát ECM cấp và một dương dương nguồn ổn định cho CKB nè, là nâu sọc vàng ha, 10V mấy ha. Còn lại là dây xanh dương sọc vàng, trắng trắng sọc đen và trắng sọc xanh dương và trắng sọc đỏ nha mọi người. Thì những cái này anh em đo cái nguồn điện áp nó của nó lúc nào nó cũng từ 0V cho tới 7V mấy là tốt ha. Thì bây giờ nó đang báo lỗi CKB, giờ bắt đầu mình đo ha. Một que thì em đã đưa vô sườn nha mọi người. Rồi em bật thang đo 20V. Nói chuyện hơi dài dòng tí xíu nha mọi người. Thì anh em nào rồi có ngồi chơi đi, để ba lòng nói chuyện tí xíu. Rồi có ngồi chơi nha. Rồi mọi người chờ mình tí xíu nha. Anh Thái ơi, cái lột cho xanh như thế này á. Tôi chưa thấy lột cho con nha, để ba quay cái video này cái. Rồi bây giờ mình tiếp tục nha mọi người. Rồi em bật thang đo là 20V nha mọi người. Mọi người thông cảm chờ em tí xíu ha. Để em gài cái điện thoại vô đây cái. Làm một mình nó hơi khó nha mọi người. Mọi người có thấy không ạ? Rồi bây giờ mình đo ha mọi người ha. Để tôi sợ mọi người không thấy ha. Rồi bây giờ mình đo nha mọi người. Rồi một que em đã bỏ ra mát rồi ha, chìa khóa mà em đang bật ha mọi người ha. Bây giờ thứ nhất là em sẽ đo vô màu xanh dương sọc vàng ha mọi người ha. Rồi xanh dương sọc vàng. Em xây qua lăng nha. Đi vô. Rồi xanh dương sọc vàng. Rất mát nè mọi người. Em ghi mát lại mọi người ạ.
rồi nó cấp mát cho ha. Rồi khi cấp mát sườn cho rồi thì em bật thang đo 20V, một que đi ghim mát, một que đỏ ghim vô dây màu xanh dương sọc vàng nha mọi người. Đó thì khi em xây vô lăng nè, xây vô lăng nè, đó nó nhẹ, nó khi đó đã có mát và nguồn dương từ ECM cấp xuống á, thì cái mấy cái dây mà tín hiệu để gửi về lên cho ECM á, thì em xây là mọi người thấy nè, nó có ha, nó có điện áp ha. Rồi bây giờ mình qua tới cái chân số 2 ha, trắng sọc đen nha mọi người. Rồi trắng sọc đen nha mọi người. Đây khi em xây vô lăng ha, mọi người thấy nè, đó 4V mấy ha, mọi người xây vòng vòng một hồi là nó lên 60V nha mọi người, là nó có nha mọi người. Bây giờ giờ mình qua tới dây số 3 ha mọi người ha. Dây số 3 là trắng sọc xanh dương nha mọi người. Rồi mọi người thấy ha, em xây vô lăng nó điện áp nó có nha mọi người. Rồi qua ngoài chơi đi. Rồi bây giờ mình tới dây màu trắng sọc đỏ nha mọi người. Đó bây giờ mình vô dây trắng sọc đỏ. Rồi mình xây nha. Đó nó có đó mọi người. Mọi người thấy không? Đó. Là các dây tín hiệu ở dưới nó gửi từ trên ECM cấp nguồn xuống và mát là tại ECM và dương tại ECM cấp xuống cho CKB là ok nha mọi người. Các dây tín hiệu nó gửi lên đều ok hết. Rồi. Xong là về cái phần này ha. Rồi mọi người thông cảm nha. Rồi, tiếp tục mình lo về ở trên đây nha mọi người. Rồi tiếp tục mình lo cái phần ở trên đi mọi người ơi. Rồi em bật cũng là thang đo 20V nha mọi người. Em bật thang đo 20V đi mọi người ơi. Để em chọc cái này chứ cái đó. Em đo từng chân ở trên đây. Ở dưới là nó cấp lên rồi nha. Giờ mình đo lên tới trên ECM luôn mọi người ơi. Đây là dây trắng sập đỏ là từ ở dưới CKB nó đã gửi lên tới trên đây nha mọi người. Rồi một pha nha mọi người. Rồi bắt đầu mình tìm nguồn dương. Nguồn dương là sao khóa ha. Đen sập trắng là 11.9 12V đi mọi người. Thì khi mọi người nổ máy thì cái con ECM cũ này á, là nổ máy lên là lúc nào nó cũng nằm dao động khi có nguồn sạc ha, là nó lên khoảng 13V, 13V mấy gì đó nha mọi người. Rồi tới cái dây nâu sọc vàng nè mọi người ơi. Rồi để em chọn cái dây nâu sọc vàng cho mọi người ha. Rồi em chút xíu nha. Rồi rớt mát ra ngoài nữa rồi. Đáng thiệt đi. Đây em chọn cái dây nâu sọc vàng nha mọi người. Đó nguồn dương từ ECM cấp xuống cho CKB ha, 10V 55 nha mọi người. Đây nâu sọc vàng nha mọi người, đó dây nâu sọc vàng nha. Mình coi thử các dây từ CKB nó gửi lên trên ECM này coi nó có bị đoản mạch và không mát ở đâu mọi người. Rồi xanh dương sọc vàng nha mọi người. À, tín hiệu của CKB ấy mọi người, 7V 76 ha. Khi mình lắc qua xây qua lăng là nó có dao động nè mọi người. Đó mọi người thấy ha, ok nha mọi người. Và các đường dây ở trên này gửi xuống nguồn âm và nguồn dương cho CKB là ok nha mọi người. Rồi những dây tín hiệu của nó để gửi về cho ECM cũng như là dây trắng sọc đen, trắng sọc đỏ,
và trắng sọc xanh dương nha mọi người. Là những dây đó khi gửi về ECM là đều ok hết nha mọi người. Rồi, cái đó là các dây nhợ là mình làm là ok, mình đo là ok hết rồi ha. Rồi giờ bắt đầu mình qua tới cái phần này cho mọi người xem ha. Đây, giờ mình qua tới những cái phần này cho mọi người xem. Video hơi dài dòng tí xíu. Bây giờ là đề là không nổ máy nha mọi người. Bây giờ là nổ máy nè, để lâu thì nó sẽ nổ máy nha. Còn khi mà nó tắt máy rồi á, rồi tắt máy nè. Khi tắt máy rồi là sẽ không có lửa nha mọi người. Khi tắt máy rồi là sẽ không có lửa. Để mình kê làm sao vô mình đề cho mọi người xem ha. Bỏ vô đề máy giùm em xíu anh ơi. Anh. Rồi bóp đề cho em đi. Là công tắc chìa khóa nha mọi người. Rồi đây. Rồi là không có lửa nha mọi người nè. Rồi bây giờ muốn nổ máy lại tắt chìa khóa bật lại. Rồi đây. Rồi có lửa nha mọi người. Ba dây tắt máy nha mọi người. Rồi nè, ca nhẹ lên máy. Rồi đây lại coi có lửa không. Rồi nè lên nè, nè nè ca lên, nè ca lên. Nè ca tắt luôn. Rồi đây. Đây đây đây. Rồi khi nè ca lên nó tắt máy là đây là mất lửa nha mọi người. Muốn có lửa thì tắt thì phá bật phá lại là có lửa nổ máy tiếp. Rồi, ok, rồi tắt máy đi. Vậy á, thì cái xe này á, nguồn âm cấp cho speaker bay là lúc nào cũng đạt ha, cũng đạt ok. Và mình có thể mình lấy mắt sườn, mình cắt cái này ra, mình đưa mắt sườn vô ra rời ở ngoài ra cũng được nha mọi người. Rồi cái dây nâu sọc và vàng á là dương nguồn từ ECM cấp xuống cho CKB ổn định từ 10 con mấy nha mọi người, đã ok nha mọi người. Và cái dây thứ hai là xanh dương sọc vàng ha, tín hiệu vị trí cục khỉu là vị trí CKB kích đó, là điện áp của nó là khi có nguồn 12V, có nguồn từ 10V mấy từ dương CKB cấp xuống mà mát âm nguồn ổn định của CKB cấp xuống đã có, thì những cái dây như nâu, cái dây mà xanh dương sọc vàng nó sẽ gửi nguồn điện áp về từ 0 đến 7V mấy đã có gửi ha. Rồi dây trắng sọc đen nó cũng đã gửi từ cái nguồn điện áp từ 0V mấy cho tới 7V mấy về cho ECM là có nha. Và cái dây trắng sập xanh dương đó là những cái tín hiệu mà điện áp của nó gửi về cho ECM là đều là ok hết. Ngay cả lúc khi mà nó tắt máy nó mắc lửa ha. Ngay khi nó tắt máy và mắc lửa báo lỗi CKB, mọi người đo vô đây nó vẫn gửi về cái những cái tín hiệu điện áp để về ECM là đều đạt chuẩn nha mọi người. Đó, là coi như là tín hiệu từ ở trên ECM cấp xuống cho cái bó dây dưới đây đưa xuống CKB ok. Và những dây tín hiệu gửi điện áp về cho CKB từ ở dưới đây đưa ngược lên trên con ECM này là cũng ok ha, cũng ok. Thì lý do nó bị là do con ECM này nha mọi người. Đây con ECM này mọi người khi đề nè nóng hổi luôn nè mọi người. Tại mọi người không có để vô đây. Đây bây giờ ngay chỗ này mọi người để tay vô đây là nóng ha. Nóng cực kỳ ha. Rồi là do cái xe này nó bị chết CKB nhiều. Là do con ECM này nha mọi người. Thì những cái này là chỉ có những người mà họ làm IC này kia thì họ gành là tại sao nó bị cái gì ha. Rồi. Còn anh em thợ mình chỉ biết là nó đang bị lỗi ở trong đây thôi. Ví dụ nó bị trên store hay MOSFET hay là nó bị lủng, bị thông, bị rò gì đó. Thì cái đó là cái chuyện chỉ ở trong cái con này ha mọi người ha. Nó đang bị nóng nè mọi người. Rồi nóng nha mọi người, gà vô nóng lắm á. Thì xe này á, cái lý do chết CKB nhiều là do cái con ECM này nó làm cho chết CKB nha mọi người. Các dây nhợ là mình đã tách rời ra hết rồi, mình mới quấn dây lại nha mọi người. Cái cũ là khi mà xe người ta đem lại là chết rất là nhiều đó. Rồi mình sợ mình tháo cái đường dây này ra, mình tháo rời ra ngoài hết ha, mình làm đường dây rời ra ngoài, mình cấp mát với lửa sao khóa gì vô đó đem mình đi rời hết rồi. Nhưng mà mình lấy một con CKB của mình bỏ vô mình thử, mình ghi mình nổ máy lên 3 giây là chết CKB nha mọi người. Thì ngày hôm kia là mình đã thử gắn con ECM và CKB khác vô là ok nha mọi người. Tại này mình trả ban về, mình quay mình muốn nói rõ cho mọi người luôn. Bây giờ vẫn còn nóng nè mọi người, tắt khóa rồi mà con này vẫn nóng nè. À, tắt khóa rồi vẫn còn nóng.
Rồi thôi mình chốt cái ban bệnh xe này là do ECM có vấn đề nha mọi người. Chập chạm thủng thông gì đó ở trong cái con này nha mọi người. Rồi để cho em khui ra cho em mượn cái đây cho em mượn luôn. Rồi đưa nguyên cái hộp đó cho em đi. Đưa nguyên cái hộp đó cho em. Đây. Thì mình đã lấy một con đây nha mọi người. Phi sinh nha mọi người. Hôm kia là mình lấy con hàng zin mình thử, còn cái này là con mới nha mọi người. Đó. Mã là K44 nha mọi người. Của Phi sinh. Một hồi nữa mình sẽ thay con này vô. Anh đưa cho em cái cuộn đó luôn. Dạ dạ. Đồ đang lên nè. Đồ đang lên. Đây. Đây mọi người ha. Đó. Của hàng của Honda nha mọi người. Mua chính hãng tặng hãng Honda nha mọi người. Đó. Rồi thì một hồi nữa mình sẽ thay mấy cái này vô ha. Dây nhựa mình làm ok hết rồi. Rồi một hồi mình thay mấy này vô là bắt đầu mình giao xe cho khách ha. Còn không thì có thể mình sẽ giữ lại mình chạy một ngày ha. Đó. Rồi thôi mình quay tới đây ha. Rồi có gì mà thiếu sót sai sót thì mọi người thông cảm bỏ qua ha. Lên quay lên chủ yếu để anh em mình tham khảo ha. Rồi nếu mà em có nói sai hoặc là một cái gì đó thì mọi người thông cảm bỏ qua cho em nha. Rồi thôi anh chia sẻ lên tới đây em cũng kết thúc video tại đây để em gắn mấy cái này vô nha mọi người. Rồi thôi xin chào tất cả mọi người ha.